Hello, chào mọi người. Đây là một cái resort ở trong một cái hoang mạc của Arizona. Đây, ở trong mấy cái này người ta gọi là cái dome. Đây, ở vậy thôi, đơn sơ thì thôi. Ở giữa không có, xung quanh không có cái gì hết. Đây. Nhưng mà cũng 400-500 đô một đêm đấy. Đấy, nó vậy đấy. Một cái mô hình này, cái này là một cái mô hình này. Đây, còn này là hoang mạc thôi, không có cái gì. Không có nhà cửa gì cả. Đây, đây cái nhà. Cái này mình đang thuê cái này đây. Đang thuê cái nhà này. Để đi ra đây, mọi người xem tí nha. Đây là một cái mô hình homestay. Mà ở đây người ta gọi là dome. Đó, à, rải rác như vậy. Đây, cái nhà này mình đang thuê đây. Ban đêm á thì nó lạnh, ôi cha là lạnh, mà ban ngày mới nắng lên bắt đầu nó nóng. Tại vì cái chế độ khí hậu sa mạc là nó như vậy. Đêm thì lạnh, quá chừng lạnh. Đó, xe hơi đậu xa xa đấy. Đi ở cái này, ở một lần cho biết thôi. Tối thì người ta có đốt lửa. Có cái văn phòng trên kia cũng anh làm gì lên đó nướng thịt đúng rồi. Đây rồi, bây giờ vào trong cái dome nha. Tao nghĩ cái lều của mấy ông mà vua. Đây là cái theo cái style của những cái bộ tộc sa mạc của mấy ông tù trưởng á. Cái này là theo cái lối của da đỏ ngày xưa, tù trưởng. Đây là ba tù trưởng. Ba tù trưởng. Em dâu tù trưởng. Không có, vợ bé. Đấy, ăn uống. Đấy, quân lính. Trời. Đó, đi đâu cũng bánh chưng, chả. Đó, những món ăn chủ đạo. Cho vợ tù trưởng. Đây, ở trên đây thì có hai cái giường. Ở trên đây đó, cái cầu thang này là rất là mạo hiểm nha. Cái cầu thang này là, cầu thang này mạo hiểm lắm nha. Cầu thang này đi là dựng đứng vậy đó, leo lên nè. À, phải tay phải dựng đó. Thôi nha. À, tay phải dựng. À, không sao mà. À, tay phải dựng. Bỏ đi dép ra, nó kêu. Không, đây. Cái này cũng mạo hiểm lắm, leo cầu thang. Đây. Lên đây là có hai cái giường, một cái giường queen, một cái giường hai. Đấy, cái dome này cũng chứa nhiều người. À, bây giờ đi xuống. Dạ. Yeah. Còn đây là cái điện thoại mà khi đóng phim mua từ Hollywood là khi mà đóng xong cái phim James Bond á là người ta bán mình đấu giá. À. Ở đây cái mỗi cái dome nó theo một cái phong cách khác nhau. Ở đây là theo phong cách của James Bond. Hay 007. 007, điệp viên 007. Đây. Thì ở đây không có cái máy di động. Đây. Đây, bầu trời xanh nha. Đây. Đây, kéo vào. Hơi chậm ha. Hơi chậm. Những cái lều của những cái người mà nói ông hoàng Ả Rập rồi ha. Trời ơi, đẹp mất hồn. Rồi bấm đầu kém màn ra. Rồi đây, sân khấu bắt đầu trình diễn. Tèn tèn tèn. Trình diễn. Ồ, nắng dễ sợ. Sao mày? Sao nắng chói chang nè. Còn thế trơm cũng ok. Mày giới thiệu cái bút điện thoại chưa? Đây.
bút điện thoại này hồi xưa của 007 vô đây gọi điện cho vợ nè. Hey, bút điện thoại để nói chung để chết in chơi vui gì đó. Có cái dấu hoàng gia này, điện thoại đây nè, đây nè, đây nè, dấu hoàng gia nè. À rồi, sau cái này là sau cánh màng nhung nè, mở ra đóng lại mới thấy thực tế, thực tế phủ vàng nè, đã sau cánh màng nhung nó vậy. ở đây đặc biệt là cái red room rất là ok. Cái màn kéo lại rồi cái ra. Cũng vui, lạ lạ. Rồi đi ra ngoài. Rồi bữa nay là tiếp tục cuộc hành trình, tiếp tục đi nữa. Đúng là cái khí hậu ở sa mạc nó khắc nghiệt thiệt. Ban đêm thì nó lạnh, gì mà lạnh mà bây giờ mới có khoảng 8 giờ sáng mà nó bắt đầu nó nắng, nó nóng rồi đó. Rồi thôi, review chút xíu, chào mọi người nha. Hẹn gặp lại.